Xin chào tất cả các bạn. Hôm nay thì lại tiếp tục hướng dẫn cho các bạn về món về cách nấu trân châu. Làm sao để trân châu của mình nấu ra nó không bị dai. Thường những quán hoặc là những bạn mà không biết nấu trân châu á, thường sẽ nấu ra hỏi vì sao là trân châu của mình nó dai, nó không được giữ lâu và nó dễ bị cứng. Thì hôm nay mình sẽ tiếp tục hướng dẫn cho các bạn về cách nấu trân châu, làm sao cho trân châu của mình nó không bị dai, nó không bị cứng nhé. Giờ mình sẽ hướng dẫn các bạn nhé. Nguyên liệu chính để nấu trân châu thì tất nhiên là không thể thiếu, đó là trân châu rồi. Thì đối với trân châu mình sẽ nấu là 100g. 100g thì mình cho khoảng tầm 500ml nước. Tại vì trân châu khi nấu nó sẽ có độ nở khá là to á, nên mình phải cho lượng nước nó nhiều một xíu để cho nó có độ nở ra nha các bạn. Mình đun sôi nước lại để cho nó nhanh sôi nhé. Trân châu, để mà nấu trân châu ngon thì trên thị trường thì có rất là nhiều trân châu, mà để mà theo kinh nghiệm của mình á, thì mình thường sử dụng trân châu Đài Loan thì giữ cho trân châu nó lâu cứng nhất. Và cái mẹo nhỏ là cái trân châu của mình, mình tuyệt đối mình không có cho vào tủ lạnh nha các bạn. Khi nấu xong á, mình phải để bên nhiệt độ bên ngoài, ở phòng có nhiệt độ mát, nhưng tuyệt đối không được bỏ vào tủ lạnh. Tại vì khi trân châu tiếp xúc với nhiệt độ lạnh quá thì nó sẽ dẫn tới bị cứng, mình không có bảo quản được lâu. Và trân châu thì thường mình sẽ sử dụng trong ngày, không có để ngày hôm sau được, hôm sau nó cũng bị cứng luôn. Thì tốt nhất là mình nên sử dụng trong vòng tầm khoảng 4-5 tiếng là tốt nhất cho trân châu nó ngon nhất nhé. Trân châu bắt đầu nước bắt đầu sôi, xong rồi mình bắt đầu cho trân châu vào nha các bạn. Nước sôi rồi mình mới thả trân châu. Mình cho 100g trân châu vào. Lấy muỗng mình khuấy cho trân châu của mình nó được tách ra nhé, nó không bị dính lại. Rồi mình tiếp tục mình đậy nắp, mình ủ trong vòng tầm khoảng 15 phút để trân châu nó được mềm. Trong quá trình nấu trân châu mình phải mở cái nắp ra và mình khuấy lên nha các bạn, chứ không thôi là mình để nó lâu quá thì nó sẽ bị cháy khét ở dưới cái đáy nồi. Cứ khuấy lên từ từ ha. Đối với cái này là mình đang nấu là số lượng ít 100g thôi, thì nấu trong vòng khoảng tầm 15 phút. Nhưng mà những bạn mà nấu số lượng nhiều để bán á, thì nên nấu trong vòng khoảng nửa tiếng nha, để cho trân châu của mình nó mềm thì nó sẽ lâu cứng hơn. Còn mình nấu chưa đủ độ của nó thì trân châu rất là nhanh cứng lại. Rồi, trân châu của mình đã chín rồi, mình sẽ tắt bếp. Rồi giờ mình sẽ tắt bếp và mình sẽ vớt cái trân châu này ra nha. Mình nấu mình khuấy liên tục thì trân châu nó sẽ hạn chế nó bị cháy dưới đáy nồi, do trân châu là nó làm từ bột năng á, nhiều nên nó có độ dẻo, mình không khuấy là nó sẽ bị cháy. Trân châu để mà nó không bị dính lại với nhau á, khi nó bị nguội á, thì mình sẽ cho vào đường. Một là mình sử dụng đường trắng mình đã nấu á, mình sẽ cho vào đường để nó không bị dính lại với nhau.
Thì chân trâu mà để nguội là nó sẽ bị dính. Rồi mình đã lược xong cái chân trâu ha. Bây giờ mình sẽ cho vào ly. Giờ mình sẽ cho đường vào nha. Đường vào để cho chân trâu của mình nó không chín. Đường thì mình sẽ cho vào là cái đường đường đen. Đường đen đã nấu rồi. Mình sẽ cho vào. Tại vì mình sẽ làm món trà sữa đường nâu. Chân trâu đường nâu nên là mình sẽ cho chân trâu vào để làm cho chân trâu nó ngấm cái đường để chân trâu của mình nó thơm hơn. Đấy, khi cho đường vào thì chân trâu của mình nó sẽ rời ra, nó sẽ không bị dính bón cục lại với nhau. Giờ mình sẽ làm cho các bạn xem về một ly trà sữa chân trâu đường đen. Rồi, giờ mình sẽ làm các bạn. Để làm thì mình phải cần một cái sắc cơm. Đây là trà sữa mình đã chuẩn bị trước đó. Đối với ly là ly 350ml á, thì mình sẽ cho khoảng 100ml cốt trà sữa. Rồi, cho vào sắc cơ. Tiếp theo mình sẽ cho đá vào ha. Đặt chung với trà sữa. Rồi để cái ly của mình nó thêm hấp dẫn, mình sẽ trang trí bằng cái đường đen. Rồi mình sẽ cho cái để cho cái ly trà sữa mình nó thêm phần hấp dẫn, mình sẽ cho chân trâu lên phía trên. Và đây là đã hoàn thành xong một ly trà sữa chân trâu đường đen. Rồi và sau đây mình sẽ cùng nhau thưởng thức cái ly trà sữa mình vừa làm nhé. Vì cái bột sữa này nấu lên nó có độ béo béo và nó thơm mùi trà, cộng với chân trâu á thì kết hợp với đường đen á, nó có vị thơm của đường đen rất là thơm, rất là ngon. Một món không thể thiếu trong quán trà sữa, tại vì cái món này là món nó cũng hot trend trong thời gian qua, nên là hôm nay mình con mới có cơ hội để hướng dẫn các bạn để làm cái món thức uống này. Rất cảm ơn các bạn đã theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.